Rồi thầy nhắc lại là mình đã thiết kế bằng Figma xong thì chúng ta sẽ làm việc với khách hàng, khách hàng đã chấp nhận cái giao diện thôi. Còn bây giờ mình sẽ cho nó chạy được trên web thì chúng ta sẽ sử dụng HTML và CSS. Ví dụ mình tạo ra một cái form đăng nhập giống như thế này hoặc là form đăng ký. Thì để làm được việc đó thì các bạn sẽ sử dụng một cái cấu trúc là HTML và CSS. Vậy các bạn có thể tìm giúp thầy cấu trúc HTML cơ bản. Thì nó sẽ cho ra các bạn một số cái cấu trúc rất là cơ bản ở đây. Và nó cho ra những cái thẻ mà chúng ta thường xuyên sử dụng. Bây giờ thầy sẽ copy cái mẫu cơ bản này. Copy. Ctrl C. Chúng ta mở Notepad lên. Mở Notepad lên. Và các bạn dán vô. Bây giờ mình sẽ lưu cái trang này. Thầy sẽ chọn lưu ở web 107 và thầy sẽ chọn là index. Index. Chú ý chỗ này. Trang đầu tiên trong web cả một cái project của các bạn thì trang đầu tiên để mà chạy á thì thường người ta dùng cái từ là index nè, default nè, home nè. Đó là trang chủ á thì mình dùng mấy cái từ này. Mặc định của Notepad là nó để là TXT. Mình đổi nó thành, để coi từ trong này nó có HTML không. HTML format CH Ủa sao nó không lưu dạng web hay? Nếu mà nó không lưu dạng web thì mình sẽ có cách để mình lưu về dạng web các bạn. Rồi, nếu chỗ này mà... À, khúc dưới kéo xuống dưới các bạn. Kéo xuống dưới, phải có chứ. Có không nào? Đây. Hypertext các bạn. Đây. Cấu trúc của nó là HTML Hypertext Markup Language HTML. HTML. Và tự động nó đổi cái đuôi của chúng ta thành index.html. Bấm lưu save. Rồi. Thấy nó đổi màu chưa? Dễ nhìn ha. Quay trở ra cái thư mục của mình. Đây. Web 107 index.html double click lên, thấy nó chạy chưa. Ví dụ HTML đầu tiên, chào mừng đến với khóa học HTML cơ bản. Khóa học HTML cơ bản, nội dung đổi lại nha. Bây giờ mình đổi lại trong này title. Chào mừng các bạn sinh viên. Chào mừng các bạn sinh viên. Lớp của mình DM1701. DM1701. Wow. Rồi khóa học cơ bản. Bây giờ ở phía dưới này các bạn có thể thay đổi nội dung. Nội dung trang web. À. Nội dung trang web của các bạn ở đây.
bấm lưu lại nha. Rồi qua bên này, mình quay trở lại cái trang, các bạn bấm F5 hoặc các bạn refresh. Chào mừng các bạn sinh viên DM1701. Dưới này khóa học cơ bản, nội dung trang web các bạn ở đây. Như vậy thì khi mà chúng ta đã thiết kế được cái trang web ở dạng HTML như thế này, và chúng ta làm thêm một việc nữa là chúng ta gửi cái sổ này lên trên Hosting, tức là cái chỗ mà chứa những trang web trên mạng á, thì chúng ta gọi là Hosting. Và nếu như các bạn thuê thêm một cái tên miền, ví dụ như là FPT cái này là miếng game, và các bạn tỏ về cái Hosting đó thì cả thế giới sẽ thấy được cái nội dung trang web của bạn. Như vậy là chúng ta đã triển khai được cái hệ thống của mình. Và bây giờ mình sẽ dựa trên cái cấu trúc này, mình sẽ tạo ra một cái form. Mình tạo ra một cái form thiết kế giống như thế này. Đó. Như vậy thì trong cái phần thiết kế này đã có cho các bạn cái cách để thể hiện. Như vậy thì trong bài cũng đã cho các bạn một số cái liên quan đến việc là mình sử dụng cái HTML như thế nào. Ví dụ chúng ta có các thẻ từ H1 đến H6. H1 đến H6 thầy sẽ ví dụ cho các bạn ở đây. Ở đây chúng ta đang dùng H1. Các bạn thấy nội dung của H1 chữ lớn. Chữ lớn ha. Cái này chúng ta xem là chúng ta view ở chế độ bao nhiêu? 110%, chúng ta view 100 đi. Các bạn phải view đúng kích thước xem thì mới thấy được nha. Nhiều khi các bạn view ở mức độ là 150 thì bạn thấy nó dày. Đôi khi có bạn á thì lại view ở cái chế độ có 80%. Thì các bạn nói, ủa thầy ơi, tại sao một cái chữ của em H1 mà nó nhỏ vậy? Thì các bạn view ở 100. Các bạn nhấn control, các bạn run chuột, nó thể hiện đúng 100%. Thì mình mới thấy được kích thước thực của nó. Và chúng ta sẽ ví dụ H2. Ví dụ chỗ này thầy enter xuống, thầy gõ dấu ngoặc nhọn H2. Thì các bạn thấy là Ở đây là bạn phải sử dụng là dot net cộng nha. Các bạn sử dụng dot net cộng. Nhưng nếu mà các bạn sử dụng dot net thông thường thì nó không có gửi đâu. Các bạn vô máy, các bạn lên tải cái dot net cộng với thầy. Thì chỗ này mình gõ H2, nó gợi ý H2. Mình chọn Enter. Hoặc là các bạn gõ cái nội dung H2. Đó, H2. Đóng lại. H2, đóng lại. Mình để vô đây. Nội dung. Đây là tiêu đề cấp 2. Mở ngoặc nhọn, dấu xiệt H2, đóng ngoặc nhọn. Đối với lại một cái thẻ, các bạn thấy nó có phần mở nè, mở và phần đóng. Mở và đóng. Mình bấm lưu lại, Ctrl S. Ra đây. Đây là trang web lúc đầu. Nhấn F5. Đây là tiêu đề cấp 2. Nó nhỏ hơn tí. Tương tự như vậy, ở trong này bạn sẽ đổi thành tiêu đề cấp 3. Và chúng ta nói lúc nãy là nó sẽ có từ 1 đến 6. Vậy chúng ta sẽ thử 3 4. Làm đi cái đã rồi đi. 6
3 4 5 6 3 4 5 6 lưu lại. F5. Đấy. Như vậy các bạn thấy là với cái đoạn mà mình đang làm, cái này là cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6. Vậy cái cấp này để làm gì? Ví dụ các bạn vào đây, các bạn xem trang web. Đây. Các bạn thấy là đối với trang web này, ví dụ cái tiêu đề đầu tiên lớn, tiêu đề dưới này nhỏ, góc bên này nhỏ nhỏ hơn tí. Như vậy thì chỗ này người ta sẽ sử dụng các cái cấu trúc và mình có thể học theo cấu trúc này. Các bạn học theo cấu trúc này. Thì ở đây các bạn thấy là đối với lại một trang web, mình thấy chữ này lớn, chữ này nhỏ hơn. Vậy thì mình đang học được cấu trúc của chúng ta là H1, H2, H3. Vậy mình có thể xem trang web của người ta đang xài H mấy. À, trang web người ta đã từng thiết kế và đã chạy rồi. Thì mình xem thử là cấu trúc của người ta thiết kế như thế nào. Vậy các bạn vào trang web nè. Click chuột phải. Vào bất kỳ trang web nào, click chuột phải. Được không? Vào đi. Click chuột phải. Nếu giao diện ở đây các bạn dùng tiếng Việt thì nó sẽ có cái chữ là kiểm tra. Rồi sao nữa ta? Luân à. Rồi ghi tên ở đây nè. Rồi ok. Tiếp. Như vậy chúng ta có thể bấm vô kiểm tra. Nếu như bạn nào dùng giao diện mà tiếng Anh thì các bạn click chuột phải, nó sẽ có từ khác, không phải là kiểm tra mà inspect. Để làm gì? Để mình xem cái cấu trúc của trang web nó như thế nào. Các bạn bấm vô đây. Nó sẽ mở ra cho các bạn một cái cửa sổ mới nè. Mở ra cửa sổ mới. Được không? Đến đây kịp không? Bây giờ mình sẽ coi cái bạn này nè. Là hát máy. Thì các bạn thấy là ở trên góc này nó có cái nút mũi tên Select an element. Xem thành phần. Bấm vô đây. Bạn đưa con trỏ qua phần cửa sổ bên trái thì cửa sổ bên phải nó sẽ thể hiện cái đối tượng mình đang chọn là cấu trúc như thế nào. Ví dụ cái chỗ chữ cuộc chiến này nè, thì chỗ này người ta đang dùng riêng cái chữ này thôi đó, riêng cái chữ thôi, thì các bạn thấy nó thể hiện là chữ A lớn không? Chữ A màu tím nè. Thấy không? Chữ A tức người ta sử dụng thẻ, thẻ A. Rồi mình đưa con chuột rộng ra một tí nữa. Chỗ này nó sẽ hiện là thẻ B, là H3, thẻ H3. Mình lấy chuột vô đây, thẻ H3 nè. Đó, thẻ H3. H3 chữ lớn nè. Rồi xuống đến đây, mình muốn xem cái chữ là lũ quét cuốn trôi đồ đạc, thì bạn đưa con trỏ qua đây. Nó chứa chữ thì nó dùng thẻ A. Mình đưa ra ngoài tí xíu, ngoài nhỏ ít ít thôi, nó cũng dùng thẻ H3. H3 thấy cùng kích thước ha. Bây giờ đưa qua chữ góc nhìn coi. Góc nhìn thẻ A, đưa rộng ra tí xíu để coi nào. Góc nhìn đây, góc nhìn là chỗ này đó, nó thể hiện góc nhìn nè.
mình coi trong này coi thử nó có dùng thẻ H2 không. Có rất là nhiều thẻ ở bên trong, cho nên mình có thể vô mình dò. Ví dụ đây là header nè. Đó. Như vậy bạn có thể dùng cái tính năng này để mình xem cái cấu trúc của trang web. Ví dụ như mình xem cấu trúc của trang web của trường mình đi. Mình chọn expand nó. Ví dụ chữ điểm danh. Chữ điểm danh H3. H3. Đây. Đó, thẻ A. Cái này là tiêu đề bảng nè. Cái này là table nè, thấy không? Nguyên cái này là table nè, là nguyên cái bảng. Đó. Rồi ví dụ bên này. Bên này mình xem thử người ta dùng gì. Đó, cái màu mà hơi tím tím đó là nó thể hiện cái thẻ mà chúng ta dùng. Được chưa? Như vậy chúng ta đã hiểu về thẻ. Hiểu về thẻ H1, H2. In đậm là dùng thẻ B hoặc dùng là strong. In đậm là dùng thẻ B hoặc là strong. Vậy thì ở trong cấu trúc này, thầy muốn đưa chữ tiêu đề này in đậm. Chữ tiêu đề này in đậm thì sao ta? Như vậy ở đây chúng ta đang nói là để thể hiện là in đậm, in nghiêng, gạch chân. Như vậy in đậm đi, thầy muốn cái chữ tiêu đề này nó in đậm lên để mọi người chú ý. Thì thầy sẽ có mở, đóng và thầy để vô đây chữ B. Cuối cùng thầy mở, đóng, dấu xiết sắt, chữ B. Như vậy mình đang đặt ở đây thì nó có thẻ mở và thẻ đóng của cái chữ B. Lưu cái này lại. Qua đây F5. Tại vì sao các bạn thấy nó không rõ? Tại vì sao? Tại vì đối với lại cái thẻ này nè, bản thân nó là in đậm. Vậy thì mình thử vô cái chỗ nội dung nè, mình sẽ thấy ha. Cho nên khi mà các bạn đã dùng title thì các bạn không dùng thẻ. Bây giờ chỗ nội dung, mình thấy chữ bên này giống nhau không? Nội dung trang web, chỗ này thì dùng thẻ B. Sau chữ trang web thì dùng đóng thẻ B. Lưu lại ha. Qua đến đây F5. Thấy chữ trang web in đậm chưa? Trang web. Trang web nó in đậm hơn những chữ khác. Bây giờ mình muốn nó in nghiêng. Mình muốn nó in nghiêng. Ví dụ chữ trang web là thẻ B, nhưng thầy muốn chữ web này in nghiêng. Thầy chỉ muốn chữ web in nghiêng thôi. Thì chúng ta đặt chữ web bên trong thẻ gì? Y. Bên trong thẻ Y. Xiết Y. In nghiêng. Lưu. Qua đây mình refresh lại. Chữ trang là in đậm, chữ web vừa in đậm vừa in nghiêng. Mình muốn nó tác động thẻ nào thì mình đặt nó bên trong web, là nó con của in nghiêng và đồng thời nó cũng con của in đậm, thì nó vừa nghiêng vừa đậm. Ví dụ như chữ bạn, chúng ta muốn cho nó là gạch chân. Gạch chân là thẻ gì? U. Hoặc là INS. Chúng ta dùng thẻ U để gạch chân. Chỗ này mở U, xiết đóng U, gạch chân.
lưu lại đây gạch chân. Dưới này thầy muốn thể hiện một cái, ví dụ như giá, thầy dùng thẻ A, giá 550 đô. Giá 550 đô. Rồi xuống hàng, giảm còn 499 đô. Giá 450 giảm còn 499. Đây giá. Chỗ này chúng ta ghi thẳng hàng. Và nếu mà chúng ta ghi như vậy đó thì nhìn nó không có đẹp. Chúng ta muốn nó xuống hàng cái, thì ở bên này các bạn dùng cho thầy thêm một cái thẻ ở giữa BR. Nhìn thẻ này, chú ý thẻ này không có thẻ đóng. Có một số thẻ chúng ta không có thẻ đóng. Lưu lại đây F5. Khoan, F5 nó đang bị vướng với cái trình quay. F5 của chúng ta đây, refresh lại. BR nó xuống dòng. Và cái giá cũ này thường các bạn xem trên web, nếu như đã có giảm giá thì cái giá cũ nó làm sao các bạn? Gạch giữa đúng không? Như vậy chỗ này chúng ta sẽ gạch giữa. Hồi nãy mình nói là gạch giữa là dùng gì đấy? Delete. DL tức là delete đó. Mình dùng cái thẻ gạch giữa. Giá gạch giữa. Chỗ này bạn sẽ dùng cho thầy cái thẻ delete. Đóng ngoặc. Thẻ đóng. Delete. Lưu lại. Qua đây. Refresh. Gạch. Được không? Nhưng mà gạch chữ giá nhìn nó kỳ quá. Đúng không? Mình gạch chữ gì thôi? Gạch số thôi. Như vậy thì cái delete này mình sẽ đặt đây. Mình đặt ngay cái 550 thôi. Lưu lại. Qua đây. Refresh lại. Giá là 550 giảm còn 499. Được không ta? Dễ ha. Rồi. Bây giờ mình có thể làm thêm cái gì? Giá gạch chân đưa lên trên, đánh dấu căn giữa shopper. Shopper là đưa lên trên, ví dụ như là x mũ 2 vân vân, thì đó là chúng ta đang dùng. Và các bạn làm mấy cái phần này lại giúp thầy thôi. Các bạn thể hiện một cái trang giống như thế này: tiêu đề cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6, nội dung trang web in đậm in nghiêng, gạch chân, giá giảm còn. Đó là cái bài thực hành lúc này. Các bạn làm cái này giúp thầy.